Bánh chỉ qua đó được rồi, chỉ gì đấy. Nghe từ lâu, coi từ lâu, bây giờ mới chính thức được đứng ngay tại phố Tây Bùi Viện sau lưng của Tony Lê. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong đó khám phá nha quý vị. Nghe nói trong đây đi vô thì dễ mà đi ra thì khó, đúng không nha? Đi vô thì dễ mà đi ra thì khó đó, đúng không? Trời ơi, gây cấn quá, tôi mới tôi có đi ra được hay không nhá. Từ từ nha, nắm tay rồi. Ok, let's go. Nắm tay nha. Cái gì nữa? Em vô ngồi em ăn luôn đi chứ chụp hình gì nổi nữa. Chụp phở gì? Đâu có phở gì? Cái này không phải phở. Cái này là đâu đâu? Ủa gì à? Tiền đứng ngang ngang. Cái chiếc xe này là hình như ngày nào cũng đậu ngay đây nè. Lần đầu tiên Tony Lê đi vào cái con đường này, biết từ lâu rồi và xem TV, YouTube cũng từ lâu rồi. Giờ đi hơi sớm, thành ra chưa có đâu. Thank you.
đi, họ rốt cuộc đi đầu mình thành đi cuối luôn. Mình đi sớm cho nên không có đông gì mấy đỡ, chứ mình đi khoảng 9 giờ đêm đông ghê lắm á. Ờ đông ghê lắm á, với lại mấy ngày cuối tuần á. Đẹp không? Ok, hello quý vị. Thì sau khi ăn quán A Mà xong thì cái bước kế tiếp là Tony Lê sẽ đi khám phá cái khu ăn chơi bậc nhất ở Sài Gòn, đó là Bùi Viện. Khu phố Tây Bùi Viện mà Tony Lê coi trên video hoài mà chưa bao giờ có cơ hội đến đó. Nhưng mà chắc không biết Tony Lê có đi vào không, tại vì nghe nói đi vào bị néo quần, níu quần, níu áo gì đó. Thành ra chắc là lại đó nhìn chụp hình cái rồi đi ra đi về quá. Ai đồng nồi để nhìn thử cũng được. Ở xuống ngay mới ra được nha. Vậy hả? Là sao? Vậy ha. À, đâu có gì không Sài Gòn á. Lão vô mới được. À, Sài Gòn về đêm cái là bắt đầu vậy đó. Xe cộ đèn đốm tối bụi thôi. Đây. Lần đầu tiên trong đời đi vào khu phố Bùi Viện. Đi qua đi lại biết bao nhiêu lần rồi mà chưa bao giờ ghé vào. Năm nay tôi Lê dẫn quý vị đi mỗi giò luôn, đi everywhere. Nhiều hơn hồi năm rồi. Tết năm rồi thì Tony Lê dẫn quý vị đi ít, tại vì lần đầu tiên Tony Lê về ăn Tết nó không có lên kế hoạch hẳn hoi. Kỳ này thì Tony Lê lên kế hoạch lịch trình ngày nào đi đâu hay sao sao. Từ qua giờ Tony Lê dẫn quý vị đi biết bao nhiêu chỗ rồi đúng không? Viết là mình sẽ biết từ, còn vẽ là mình sẽ vẽ hình ảnh đúng không? Là bác vẽ đúng không? Trời ơi, quán bún bù Huế lớn dễ sợ chưa kìa. Yến Hương Giang bún bù Huế quá bự luôn. Hai mặt tiền. Sang ngày cuối cùng của năm 2023 âm lịch là ngày 30 ngày mai. Đó. Người ta đi cắt những cái dưa. Vậy à? Dưa trồng bó muôn cỏ đó.
chỗ này đông người lắm, em với Tuyền nhớ nắm tay tụi bé nha. À, con cưng nè, con cưng đi, sao dạo này có ép đi quê à? Đâu đây nè, rồi đi Ama đi, Ama everywhere. Ờ. À cái chi nhánh này bự hơn nè, chi nhánh này chi nhánh mới nè, mới mở bữa hổm á Tuyền ơi. Bởi vậy trong video bự quá đúng không? Mà sao chỗ này à. Lớn lắm mà sao. À cái này cái này mới là đắc địa đó Tuyền. Cái vị thế này đắc địa hơn cái vị thế ở bên kia. Nó mấy trăm triệu một tháng tiền rent đó. Bà con đang chuẩn bị nè, mua sắm những giây phút cuối cùng của năm. Quý vị không ngờ là Tony Lê dẫn quý vị đi vòng vòng thành phố kỳ này có bộ hơi nhiều đúng không vậy? Quá trời quận luôn. Quận tào lao mới lao rồi quận Bình Thạnh rồi sáng đó chứ trời ơi. Cái này tôi đưa các ông đi qua các quận mà không có số luôn đó, thấy chưa, quận có chữ đó, quận Bình Thạnh đó. Rêu ok không rêu? À, rêu mệt chưa? Sắp mệt ok à. Trả lời một chữ thôi mà đầy đủ ý nghĩa nữa. Sắp vậy nè. Tức là không biết bao giờ nó mệt, nó sắp thôi hả? Sắp mệt chứ giờ chưa mệt. Phở, phở bò kho. Như phở Bình nè em nè, cái chỗ phở Bình mà mình hay coi trên video nè, anh nằm đây hả? Nghe nó ngon lắm hả? À, anh đâu có biết đâu, anh vô giờ ăn. Thấy trong video thôi chứ đâu biết. Chúng ta chuẩn bị tiến vào cái nơi mà nó gọi là ăn chơi bậc nhất đó nha quý vị. Tony Lê nghe đồn nữa chứ Tony Lê cũng không biết có phải ăn chơi bậc nhất hay không. Đi bộ vô giờ này nóng phải vô à. Vậy à, à ngay ngã tư trình à, vậy à, tới nữa hai ngày ngã tư nha bà con, chuẩn bị chưa? Tôi đứng cho tôi chụp hình ngay chỗ cái bảng phố bùa viện cái tôi ra đó. Đây nè, đây nè, đây nè,
từ từ để bác tìm cái chỗ cho mình xuống cái đó. Đó đây nè quý vị, right here đây, quá đã luôn, vị trí quá, vị trí quá good luôn. Xuống được rồi đó, đúng không? Rồi đây nha, từ từ nha, nắm tay tụi nó nha. Mát ơi, xuống mát ơi. Chết mẹ không. Trời ơi, bà cứ la làng con giật mình hoài cái vụ áo với quần, trời ơi. Đây nào quý vị, tôi đang đứng nè, mát ơi, mát ơi.